Chào chị Dương, đến thời điểm này thì có lẽ là cũng quá lâu để chúng ta nói thêm về những cái nỗi đau nữa. Tuy nhiên thì đối với sự ra đi của bé Hải An và những điều mà bé Hải An đã làm được, thì chị có cảm thấy bình tâm trước sự ra đi của chính con yêu của mình hay không? Khi Hải An đang bệnh, có những lúc em rất muốn khóc, nhưng em phải cười, cười để con vui, cười để con không nghĩ đến bệnh tật mình đang chịu đựng nữa. Như thế là hạnh phúc. Hạnh phúc với đứa con nhỏ của mình, hạnh phúc với nỗi đau mình đang mất. Đôi khi chữa bệnh cho một ai đó chẳng hạn, mình dùng có thể là họ cần thuốc ngủ, nhưng mà sau khi con dặn mẹ đừng dùng thuốc ngủ, mẹ lại chuyển hướng rằng không dùng thuốc ngủ, hãy cố ngủ một giấc thật ngon, cố ngủ một giấc thật ngon để gặp lại con mình trong mơ, lại được hạnh phúc thêm một lần nữa. Nhiều bà mẹ đang khóc gọi điện cho mình, mình bảo chị ơi, con đang nhìn đấy, con đang nhìn mẹ đấy, chị phải cười lên. Và trong những ngày qua thì tôi được biết chị vẫn còn rất nhiều những hoài niệm và muốn tìm lại và luôn muốn lưu giữ của bé Hải An cho riêng mình, đúng không? Những kỷ vật của bé, một phần của bé, quần áo của bé thì mình đi làm từ thiện. Đồ chơi của bé hiện tại thì mình vẫn nhớ con mà, vẫn muốn nhìn, nên là vẫn giữ lại. Hạnh phúc của mình là ôm con thôi, ôm những đồ chơi của con thôi. Hải An có để lại, Hải An hát cho mẹ 2 bài. Và trong quãng thời gian bị bệnh, những lúc mình không có mặt, Hải An thường live stream. Những live stream đấy thậm chí là nói yêu nhau nhiều lắm. Hải An quay lại mà, quay lại để cho mẹ có thể nghe, và nghe những câu nói đấy. Vậy thì đối với chị trong cuộc sống hiện tại thì làm thế nào để chị có thể tìm được hình ảnh của con mình, mặc dù là mình vẫn chưa quen với cái sự thiếu vắng của bé Hải An trong cuộc sống của mình? Lúc Hải An còn sống, hai mẹ con thường xuyên soạn lại những đồ không dùng nữa và cho đi, vì Hải An nói con xem TV nhiều, em không có quần áo mặc quá mẹ. Thì mình nghĩ thay vì làm những việc như bao người vẫn làm, mình mang số quần áo của con đi cho các bạn khác là tốt nhất. Hải An từ bé đến lớn làm rất nhiều điều tốt. Mình nghĩ mình mang quần áo của con đi làm từ thiện, con sẽ vui lòng, sẽ hạnh phúc nơi thiên đường. Ngày nào hai mẹ con cũng nói mẹ yêu con Hải An à, con cũng yêu mẹ. Hai mẹ con lúc nào cũng thế. Dù bất cứ trường hợp nào, kể cả lúc hai mẹ con đang dỗi nhau, cũng đều nói mẹ yêu con yêu mẹ. Và lời nhắn của Hải An ở trong iPad cũng đều mẹ ơi con yêu mẹ. Lúc nào con cũng, bất cứ dòng tin nhắn nào của con cũng mẹ ơi con yêu mẹ. Nhưng đấy, thực sự mình hạnh phúc vô cùng. Vì con sợ mẹ sẽ thiếu vắng cái lời nói quen thuộc hàng ngày đấy. Hạnh phúc là cho đi là nhận lại, và cho đi là còn mãi. Vậy thì bây giờ có phải chăng là chị luôn luôn cảm thấy mình được gặp con mỗi ngày trong cuộc đời hay không? Mình đã cho đi đôi mắt của Hải An, và mình nhận lại là Hải An vẫn đang tồn tại. Những lúc cô đơn nhất, những ký ức của Hải An ngập tràn trong tim mình, mình vẫn cảm nhận được vòng tay của con đang quàng ra vai mình, thủ thỉ với mình, mẹ ơi con còn đang tồn tại. Lúc đấy có thể mình khóc, nhưng những giọt nước mắt đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Vì ít ra mình hơn những bà mẹ khác là mình đã cho đi đôi mắt, và mình biết con mình còn đang tồn tại. Biết đâu đó sau này
bà và chú lại có di nguyện hiến tặng đôi giác mạc, thì có phải chăng rằng con mình lại tiếp tục một lần nữa mang lại nguồn sáng cho người khác và con mình sẽ tồn tại mãi? Vâng, thưa quý vị, hãy dám cho đi và để nhận lại, và hãy dám cho đi cho những thứ tuyệt vời nhất của mình để mang đến hạnh phúc cho những người khác, và đó chính là hạnh phúc của cuộc sống này. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Thủy Dương đã gửi đến cho chương trình rất nhiều thông điệp, và xin cảm ơn bé Hải An đã dành tặng cho cuộc sống này nhiều điều hạnh phúc.